Anh em có nhu cầu muốn đến Ngọc Dầu online thì hãy lên shop ninhlammộttỷ.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mục ram rom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Trân trọng kính mời anh Đỗ Tiến Dũng, phó giám đốc công ty Mai Thiên Nhiên, đại diện cho công ty Mai Thiên Nhiên có và hello anh em nhé. Hôm nay là 27 Tết, mình làm hết ngày hôm nay, tức là đến ngày bắt đầu từ ngày 28 thì mình sẽ được nghỉ Tết. Hôm nay mình sẽ xuống mình quay cho anh em cái xưởng của cái công ty mình. Đây anh em nhìn thấy mình đi làm thì đương nhiên là mình phải ăn mặc là nó phải lịch sự, lúc nào mình phải đi giày tây cũng phải là một bộ vest hoặc là giày tây với cả bộ áo trắng sơ vin lên đấy, hoặc là một bộ áo phao. Nói chung lúc nào đi làm mình cũng phải lịch sự bởi vì mình quản lý lao động ở công ty này, thế nên là đi làm phải lịch sự một tí. Hôm nay là ngày cuối cùng đi làm, thế nên là tất cả những anh chị em ở công ty vô cùng là hào hứng, vui vẻ và rất là hào hứng khi mà chuẩn bị thực hiện thưởng Tết. Thưởng Tết thì công ty mình thưởng rất cao, trung bình năm nay là được 17 triệu trên một người, và người cao nhất là hai mấy triệu cơ. Thì mình được thưởng tiền rồi mình để vào trong cái ví này, mình để trong cái ví này thì vẫn còn mấy triệu lẻ để mình tiêu. Còn ở trong cái phong bì này ấy thì là cái tiền thưởng Tết của mình. Đấy anh em nhìn thấy rất là dày luôn, rất là dày luôn. Nói chung là thưởng Tết của mình năm nay mình tuyển dụng được rất nhiều công nhân, tuyển được gần 300 công nhân anh em ạ. Thế nên là mình được rất là nhiều tiền thưởng Tết. Cái tuyển dụng này khá là vất vả đấy anh em ạ. Đây là cái phòng của mình, anh em nhìn thấy cái vị trí của mình để dễ quan sát tất cả các mọi người ở trong phòng, để mà nhìn xem là mọi người có làm việc riêng hay ăn vặt hay là gì đó không. Ở đây bây giờ thì mình đang đi thưởng chia thưởng Tết anh em ạ. Đây anh em nhìn thấy là đây là mấy chị em ở tổ hoàn thiện đang đóng gói đấy, rất là hăng say. Và bây giờ thì mình đang chuẩn bị chia cái thưởng Tết này cho mọi người. Đấy, cả một cái túi màu xanh này ấy, là trị giá là hơn 1 tỷ đấy anh em ạ. Hơn 1 tỷ, một tổ là đã hơn 600 triệu rồi mà mình chia, à đâu, thế hơn tỷ chứ. Một tổ đã hơn 600 triệu rồi nhưng mà mình chia 4 tổ cơ mà, mấy tỷ anh em. Ok anh em nhìn thấy là mọi người đang chia tiền ở đây này. Đấy mình đang chia tiền để cho mọi người đếm, mọi người đếm để thưởng Tết nhé. Ok mọi người nhận tiền xong thì mọi người đi về anh em ạ. Cái chia này thì mình phải cực kỳ là để ý mọi người, không thì nhỡ may ai người ta đếm đủ rồi người ta rúi vào túi người ta được khoảng 500.000 thì lúc ý người ta bảo là thiếu rất là khó, mà khối công nhân thì chả biết thế nào mà lần. Thế nên là mình vẫn cứ phải cẩn thận anh em, không biết thế nào mà lần được. Không phải là ai làm thế, người ta làm thế, có người làm thế đấy, không phải đơn giản đâu. Ok, đây là mình anh em ạ. Hôm nay mình mặc cái bộ quần áo này để cho nó ấm. Hôm nay rét quá anh em, rét kinh khủng luôn. Anh em nhìn thấy mình có đẹp trai không? Ở đây thì có đang có mấy cái người đang đợi ở trước cổng công ty này. Đây là thanh niên của công ty mình anh em nhé. Thằng nào mà bướng thì là mình cho mấy thằng này gọi là xử luôn anh em ạ. Bởi vì công ty mình thì mình làm chủ tịch của FC ở công ty luôn. Đây là mình được tặng, công sếp tặng một cái giỏ quà rất là đẹp để mà về thắp hương, về gia đình thắp hương một giỏ quà. Bây giờ thì mình lên nhà chị mình để mà mình chở đồ về. Nhà chị mình thì cũng ở gần công ty mình thôi. Đây chị dâu mình nhé, để mình chở đồ về để mà về đây. Đây là mình về nhà rồi, đây là nhà mình đây anh em ạ. Đấy anh em thấy mình về nhà mình vắt chân lên. Ở đây thì mình đang có một cái hộp quà, không phải hộp quà mà hộp đồ ăn vặt ấy, mình mua ở trên mạng gồm rất là nhiều, gồm 4 combo 4 cái cơ. Mình xem trên TikTok mình mua có trên mạng, mình không quảng cáo đâu nhá, nhưng mà mình thấy nó hay hay thì mình mua về, rẻ mà, có hơn 200. Đây ở đây thì anh em nhìn thấy là có cái đây là khô heo bơ tỏi ấy. Còn kia là cái đồ ăn vặt. Nói chung đây là đồ ăn vặt để mà mình Tết mình nhâm nhi cũng với cả mấy anh em ở trong nhà mình. Đây là cái này là quẩy. Quẩy thì chắc ăn không ngon. Đây là khô bò. Khô bò thì ăn ngon. Đấy chủ yếu là khô bò, khô heo, khô gà thôi anh em. Đây là khô gà.
Đấy, rất là ngon anh em ạ. Đấy, chủ yếu là mấy cái này thôi. Để mình uống bia với cả mấy anh em ấy. Thích, thích lắm anh em ạ. Thích uống bia, thích. Đấy, tất cả cái combo này có hơn 200.000. Rất là rẻ. Và sau này thì mình cũng mua cái này. Và bây giờ mình nghĩ là mình có khi là sắp tới mình phải làm cả series tập gym cho anh em xem, để mình xem mình muốn là 6 múi. Bây giờ đẹp dai rồi, gọi là cũng có công ăn việc làm rồi, gọi là tiền gì cũng 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 gọi là có rồi. Thế bây giờ còn mỗi cái 6 múi thôi đấy, thế mình sẽ làm tập gym. Đây là bi anh em ạ. Ok, hẹn anh em ở clip sau nhá. Bye bye.